Chào bạn nhé. Chào mừng các bạn đã đến với video hướng dẫn về giải bài tập Etenivit của mình. Rồi hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ đi tìm hiểu các dạng bài tập về Etenivit và cái cách chúng ta giải bài tập đó để chúng ta áp dụng vào chúng ta có thể giải các bài tập về liên quan đến Etenivit. Đầu tiên là bài tập như sau này. Bài tập đã đun nóng 0,2 mol Et đơn chức x. Đun nóng 0,2 mol ST đơn chức x. Với 135 ml dung dịch NaOH2m. 135 ml dung dịch NaOH2m này. Sau phản ứng thể xảy ra hoàn toàn. Phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cô cạn dung dịch thu được ancol ethylenic. Cô cạn. Dung dịch. Ancol ethylenic. Và 19,2 gam chất rắn khan. Nó hỏi là công thức cấu tạo X là trả lời. Đối với những cái bài về hỏi công thức cấu tạo thì cách làm của các bạn sẽ là các bạn sẽ gọi cái công thức cấu tạo ra. Ok chưa? Gọi công thức cấu tạo ST ra. Rồi, cho khỏi mol 2 con đơn chức x tác dụng với lại. Đơn chức thì là oxy-OO rồi. Đúng ạ. Tác dụng với lại NaOH này, sau khi phản ứng hoàn toàn cô cạn được 92 gam. Chúng ta sẽ gọi công thức tổng quát của ST. Tên là RCOO R phẩy. Đây, chúng ta gọi công thức là R này. COO phải đây là siêu phải. Ở đây đầu bài nó cho là khi cho ST tác dụng với NaOH thì tạo ra ancol ethylenic đúng không? Nên giờ phải sẽ là gì ạ? C2H5 rồi, đúng không ạ? Này, ta lập luận khi cho ST tác dụng với NaOH tạo ra ancol ethylenic. Ethylenic đây. Nhưng suy ra là gì ạ? Chúng ta có giờ phải chính là C2H5. Đấy. Đây là cái dự kiện đầu bài.
khi mà cho tác dụng với lại NaOH thì tạo ra alkoxylic. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm là ta sẽ tính số mol của gì ạ? Của NaOH. Đúng chưa? Tính số mol của NaOH xem là NaOH dư và dư bao nhiêu. Đây, tính số mol của NaOH nhé. Theo đầu bài ta có này là của NaOH. Đây bao nhiêu? 2 nhân với lại 0,135 bằng 0,27 mol. Mà là của ST là bao nhiêu? Là ST có 0,2 mol thôi. Đúng chưa? Nên là NaOH sẽ dư. Và là của ST bằng 0,2 mol đi đổi ra cho này. Là ST chúng ta là cho ST đơn chức. Nên là NaOH sẽ dư này và có mặt trong chất khan sau khi phản ứng. Đấy, nó sẽ tức là nó còn dư và nó có mặt trong chất khan sau khi phản ứng như này. Đấy, bây giờ chúng ta chỉ cần là chúng ta lấy cái 19,2 này, chúng ta trừ đi cái chất khan. Chúng ta sẽ ra tính được M của RCaONa. Các bạn hiểu không ạ? Đây, RCaONa. Tính được RCaONa chúng ta sẽ tính được R, và từ R chúng ta sẽ tính được là cái công thức của nó. Ok. Ta có này. Là của RAOH dư thì bằng gì ạ? Đây, 0,07 mol chia khối lượng của M của NaOH dư đấy sẽ bằng là 0,07 nhân 40 và chúng ta sẽ bằng là 2,8 gram. Rồi đấy, dư đây và nó có trong 19,2 gram chất rắn khan. Thế thì chúng ta suy được là M của M của RCOONa sẽ bằng chất rắn khan này 19,2 chúng ta trừ đi 2,8 bằng 16,4 gram. Rồi, thì chúng ta suy ra được là mà cái này bằng 0,2 mol nhé. Mà N của CO đơn chức là A bằng 0,2 mol. Vậy chúng ta suy ra được là M của R CO NA bằng chúng ta lấy 16,4 chia cho 0,2 thôi. Bằng là 82. 82. Bây giờ chúng ta trừ đi CONA, chúng ta sẽ được R. Tôi tính được R bằng 15. 15 thì là CH3 rồi. Suy ra. Rồi là CH3 thế thì suy ra công thức của X đây chúng ta vừa gọi là RCO R phải mà R phải là C2H5 rồi, R là CH3 sẽ công thức của X là CH3
C3 COO CH5. À, C2H5. Rồi, đây chúng ta tính được công thức của x. Vậy là các bạn dựa vào cái dữ liệu đầu bài nó cho là khi mà tác dụng với lại là OH thì tạo ra, thứ nhất là tạo ra ancolytic, tức là cái nào phải chúng ta đã là C2H5 rồi. Tiếp theo nó có cái dữ kiện là NaOH dư, đúng không ạ? Nếu mà không dư thì là muối chỉ có đây này, chất rắn khan nó chỉ có là RCONa thôi, nhưng mà đây là dư thì chúng ta lấy cái lượng chất rắn khan này trừ đi lượng dư sẽ ra được cái M của CONa, và có số mol rồi chúng ta sẽ suy ra được là đây, chúng ta suy được cái R bằng 15 và chúng ta tìm được cái công thức của x, đúng chưa? Đây là cái cách chúng ta làm vậy, thật như này. Xác định công thức thì các bạn sẽ gọi cái công thức ra nhé, và từ các dữ liệu đầu bài chúng ta sẽ tính ra được. Ok chưa?